cùng các đơn vị bạn về tham dự liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước năm 2023. Lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, đến với liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ 14 năm 2023, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Bù Gia Mập tham gia chương trình với chủ đề Thênh Thang Đường Mới. Chương trình gồm các tiết mục như sau: đơn ca Từ Làng Sen sáng tác Phạm Tuyên, biểu diễn Kim Anh và nhóm múa Minh Họa, múa Hồn Diên biên đạo Thanh Hương, biểu diễn tốp múa nam nữ, tốp ca Đi Theo Tiếng Gọi Bác Hồ sáng tác Hồ Trọng Tuấn, biểu diễn tốp nữ, song ca nam nữ Tuổi Xuân Dân Đảng sáng tác Đỗ Dũng Dương Cầm, biểu diễn Kim Anh Quốc Kiệt, hát múa Thênh Thang Đường Mới sáng tác Hồ Trọng Tuấn, biểu diễn toàn đội. Và sau đây, chương trình thi diễn của đơn vị huyện Bù Gia Mập xin được phép